Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với thông tin nóng trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 16 tháng 5. Huấn luyện viên Kim Sang-sik chốt xong trợ lý ngôn ngữ, được coi là cánh tay nối dài của các huấn luyện viên trưởng, không phải là trợ lý Lê Huy Khoa như quý vị và các bạn đã mong muốn. Và danh sách 29 cầu thủ đá giải ở Trung Quốc sẽ được chúng tôi cập nhật ngày hôm nay với lứa tuổi U19, cực kỳ hấp dẫn, và mời quý vị và các bạn đến với khoảnh khắc bóng đá. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người mong rằng huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ nhận được sự hỗ trợ của đội ngũ trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy nhiên lúc này ông cũng có những nhân vật riêng, không phải là trợ lý Lê Huy Khoa hay anh Vũ Anh Thắng. Trợ lý ngôn ngữ cho tân huấn luyện viên trưởng mới của đội tuyển quốc gia Việt Nam là một gương mặt hoàn toàn mới. Vâng, theo tìm hiểu thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chọn anh Đỗ Anh Văn làm trợ lý ngôn ngữ Hàn Việt cho tân huấn luyện viên trưởng ông Kim Sang-sik. Anh Văn đã có mặt tại Hà Nội vào ngày 16 tháng 5 và sẵn sàng bắt đầu công việc của mình trong ngày hôm nay. Đích thân huấn luyện viên Kim Sang-sik đã phỏng vấn và đề cử Đỗ Anh Văn làm trợ lý cho mình các bạn ạ. Không phải trợ lý Lê Huy Khoa hay Đỗ Anh Thắng, chúng tôi phải nhắc lại điều này. Bởi những con người ấy đều là những trợ lý cực kỳ đắc lực của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng lúc này, huấn luyện viên Kim Sang-sik muốn làm một cái gì mới với một con người mới. Đích thân huấn luyện viên Kim Sang-sik đã phỏng vấn và đề cử Đỗ Anh Văn làm vị trí là người thông dịch viên cho mình. Người thông dịch viên cho huấn luyện viên trưởng của huấn luyện viên Kim Sang-sik thì lại không quá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nếu như ai theo dõi hành trình của Nguyễn Văn Toàn sang Seoul Island, bởi đây cũng là người đã cùng đồng hành với cả Văn Toàn và hỗ trợ Văn Toàn trong việc là anh tiếp cận với đội bóng Seoul Island. Thưa quý bạn, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng khá bất ngờ đúng không ạ? Tuy nhiên, đây là một trợ lý cũng khá là chất lượng để giúp cho huấn luyện viên Kim Sang-sik nối dài cánh tay của mình bằng chính ngôn ngữ mà anh đã học hỏi từ bên nước ngoài. Đỗ Anh Văn thuộc thế hệ 9X và học chuyên ngành bóng đá tại Hàn Quốc, từng làm việc tại câu lạc bộ Seoul Island. Khi Nguyễn Văn Toàn sang thi đấu tại Hàn Quốc thì anh cũng là người hỗ trợ rất nhiệt tình. Anh Văn sẽ gác lại công việc khác để tập trung toàn bộ vào việc là anh sẽ giúp cho huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Khi nhận lời làm trợ lý huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam, Đỗ Anh Văn đã rất hài lòng với chế độ đãi ngộ từ VFF. Trước khi chọn anh Văn thì VFF đã liên hệ với các cựu trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo, trước đây là Lê Huy Khoa hay Vũ Anh Thắng, nhưng cả hai đều bận công việc riêng của mình và từ chối. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đến thời điểm này cơ bản chốt xong đội ngũ trợ lý, có khoảng 12 người được chọn để hỗ trợ công việc cho tân huấn luyện viên mới. Trợ lý Choi Gung-kuk sẽ là người đảm nhận chuyên môn, còn huấn luyện viên thể lực là Sang Quốc An, huấn luyện viên thủ môn Ngô Việt Trung, còn lại là các chuyên viên phân tích, bác sĩ và chăm sóc viên. Tuyển quốc gia Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 1 tháng 6 để chuẩn bị cho hai trận đấu cuối cùng ở bảng đấu F vòng loại thứ hai World Cup 2026. Danh sách đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ được công bố vào sớm thôi, chúng tôi sẽ cập nhật và gửi tới quý bạn với những vị trí vô cùng hấp dẫn. Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ không sử dụng lại những nhân tố, những phó tướng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây là điều mà chúng tôi khẳng định lại. Và với một cái đế chế mới, với những con người mới, hy vọng rằng nó sẽ mang tới làn gió mới dành cho bóng đá Việt Nam. Với sự hỗ trợ và bất cứ lúc nào, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng đội ngũ của mình cũng có thể tham vấn để gửi tới huấn luyện viên trưởng ông Kim Sang-sik những cái sự đồng hành để giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển. Vâng, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chốt và những cái tên đầu tiên chúng ta đã biết được rồi. Và rõ ràng những cái câu chuyện về bóng đá Việt Nam lúc này chúng ta đang chờ đợi rằng sự đổi mới, và sự đổi mới đó đến từ bộ khung dàn trợ lý của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Dĩ nhiên họ vẫn sẽ làm việc với một cái bộ máy cũng như là cái tinh thần chung, đó chính là tinh thần Việt Nam, và giúp cho bóng đá Việt Nam để vượt qua những khó khăn trong thời điểm hiện nay. Thông tin tiếp theo như chúng tôi đã chia sẻ thì là danh sách tập trung của U19 Việt Nam với 29 cầu thủ. Danh sách này thì lại là khá lạ lẫm với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, bởi huấn luyện viên Hoàng Tuấn sẽ không đứng lớp để có thể giúp cho cầu thủ này có được cái sự tiếp cận mới về chiến thuật và con người của mình nữa, mà đó chính là huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh, người vừa công bố danh sách với 29 cầu thủ. Theo kế hoạch thì U19 Việt Nam sẽ bước vào đợt tập trung đầu tiên trong năm 2024 vào ngày mai ngày 17 tháng 5 và chuẩn bị cho giải vô địch ở U19 Đông Nam Á vào tháng 6. Chuẩn bị cho đợt tập trung này thì huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh đã cho gọi 29 cầu thủ có phong độ cao nhất ở lứa tuổi. Theo ghi nhận thì trong danh sách này có khá nhiều gương mặt trẻ của U17 Việt Nam từng tham dự vòng chung kết U17 châu Á năm 2023 tại Thái Lan vào tháng 6 năm 2023 và giải giao hữu U18 Seoul E-Cup tại Hàn Quốc vào tháng 10 năm 2023. Vâng, chúng tôi xin thông báo và gửi tới quý vị và các bạn 29 cầu thủ.
Thủ môn Phạm Đình Hai, Hồ Thắng Hợp, Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Huy Hoàng. Hậu vệ Nguyễn Quốc Khánh, Lê Thắng Long, Hoàng Minh Hợi, Đặng Thanh Bình, Đinh Quang Kiệt, Đỗ Minh Thuận, Trương Nhạc Minh, Võ Tuấn Phong, Lê Khả Đức, Đinh Xuân Khải, Mai Quốc Tú. Tiền vệ Bùi Hoàng Sơn, Phạm Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Công Phương, Hoàng Quang Dũng, Thái Trọng, Nguyễn Hữu Hoài Phong, Nguyễn Ngọc Chiến, Nguyễn Trọng Tuấn, Lê Huỳnh Triệu, Dương Đình Nguyên. Tiền đạo gồm Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Đăng Dương, Nguyễn Đăng Khoa và Nguyễn Gia Bảo. Ngoài ra thì một số cầu thủ từng tham dự đợt tập huấn tại các câu lạc bộ J-League Nhật Bản trong năm vừa qua cũng có góp mặt. Tuy vậy thì danh sách U19 Việt Nam này vẫn chưa có được đầy đủ những gương mặt xuất sắc nhất từ lứa tuổi U19 do nhiều gương mặt đang bận thi đấu ở giải đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam. Ngày 2 tháng 6 thì thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh sẽ lên đường sang Trung Quốc dự giải đấu U19 quốc tế do Liên đoàn bóng đá Trung Quốc CFA tổ chức với sự góp mặt của U19 Trung Quốc, U19 Uzbekistan, U19 Hàn Quốc và U19 Việt Nam. Đây là giải đấu cực kỳ chất lượng để thử lựa tập huấn cho U19 Việt Nam trước khi bước vào giải đấu U19 Đông Nam Á năm 2024 diễn ra tại Indonesia từ ngày 17 cho tới ngày 29 tháng 7 và tiếp đó là vòng loại U20 châu Á năm 2025 diễn ra vào tháng 9 tới đây. Đó là thông tin về lứa các cầu thủ trẻ liên tục được thi đấu và trau rèn. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam thực sự đang rất chờ đợi với những nhân tố tiền tố trẻ dành cho bóng đá Việt Nam. Và những cái tên như chúng tôi đã chia sẻ thì như là Đăng Dương, rồi Đình Triệu hay là những Công Phương là những cái tên rất là chất lượng mà chúng ta sẽ chờ đợi, đúng không ạ? Còn về huấn luyện viên Hoàng Tuấn thì lúc này thì vẫn chưa rõ là ông sẽ dẫn dắt câu lạc bộ nào. Nhưng trước đó thì những cái tin đồn thất thiệt về huấn luyện viên Hoàng Tuấn đã khiến cho ông đang bị stress lặng bởi những cái thông tin liên quan tới việc là ông với VFF và vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam liên tục được đưa tin và thậm chí là những người thân cận, những người anh em đã đẩy một cái tình huống mà tôi phải nói rằng nó như là một trong những vết cứa rất đau vào huấn luyện viên Hoàng Tuấn trong thời điểm này. Rồi chúng ta sẽ chờ đợi thôi xem huấn luyện viên Hoàng Tuấn sẽ làm những gì, bước gì tiếp theo. Và chúng ta tin rằng là những cái bàn tay cộng sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam sẽ hướng tới những cái kỷ nguyên mới, chứ không phải là những cái sự giận dỗi hay đưa ra những cái phán quyết, những cái sự gọi là cá nhân hóa về cái việc là tài năng cũng như là vị trí và những lời hứa hẹn ở trên mạng truyền thông xã hội. Vâng. Quay trở lại với các câu lạc bộ thì ngày hôm nay Công an Hà Nội đã đạt thỏa thuận với cả huấn luyện viên Alexander Pulking. Cựu huấn luyện viên trưởng của đội bóng Thái Lan đã sẵn sàng vào Bình Dương để theo dõi câu lạc bộ Công an Hà Nội đá vòng đấu thứ 19 V-League năm 2023 và năm 2024 trước khi tiếp quản đội bóng. Huấn luyện viên Pulking có mặt tại Hà Nội hôm qua để đàm phán và nhanh chóng đạt được thỏa thuận sơ bộ với Công an Hà Nội. Hôm nay thì nhà cầm quân người Đức đã bay vào Nam để theo dõi đội bóng tập luyện thi đấu với Bình Dương tại vòng đấu thứ 19 ngày 17 tháng 5. Ông dự kiến sẽ tiếp quản Công an Hà Nội và có trận đấu ra mắt vào ngày 21 tháng 5 khi đối đầu với câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh chính là đội bóng cũ của huấn luyện viên Pulking từng dẫn dắt tại V-League năm 2021. Khi đó thì ông được kỳ vọng sẽ đưa đội bóng chủ sân Thống Nhất đua tranh vô địch nhưng bất thành, thậm chí rơi vào cuộc đua trụ hạng trước khi giải đấu bị hủy vì Covid-19. Đôi bên sau đó chia tay. Huấn luyện viên Pulking trở lại Thái Lan làm công việc và sau đó đã cùng đội bóng Thái Lan giành được 2 chiếc vô địch của AFF Cup nhưng thất bại tại SEA Games 31 trước đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam. Công an Hà Nội từng vài lần liên hệ với ông Alexander Pulking, gần nhất là cuối tháng 12 năm 2023 sau khi chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Công Ukun. Tuy nhiên, thương vụ đổ vỡ phút chót và Công an Hà Nội chuyển sang sử dụng giám đốc kỹ thuật là ông Trần Tiến Đại làm huấn luyện viên tạm quyền rồi mượn Kiatisak từ Hoàng Gia Lai. Và do bận việc cá nhân thì huấn luyện viên Kiery Sack đã xin nghỉ sau 4 tháng cầm quân. Đội bóng đương kim vô địch một lần nữa bổ nhiệm huấn luyện viên Trần Tiến Đại làm huấn luyện viên tạm quyền và chỉ một ngày sau đó thì đạt được thỏa thuận với ông Pulking. Câu lạc bộ Công an Hà Nội là một trong những câu lạc bộ có rất nhiều ngôi sao như tuyển thủ Philip Nguyễn, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Quang Hải. Tuy nhiên, cầm đội bóng này là nhiệm vụ không hề dễ dàng với các huấn luyện viên ngoại chứ không chỉ riêng dành cho ông Pulking, bởi ở đó còn rất nhiều cái tên khác đã từng đương nhiệm ở vị trí ấy nhưng sau đó cũng đã bị bật bãi trong khoảng thời gian. Vâng, đó là toàn bộ những thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý bạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sau. Xin chào.